chào quý bà con nông dân. Thì hôm nay công ty Submit Agro của chúng tôi xin hân hạnh được giới thiệu đến quý bà con một cái sản phẩm Agrogen. Đây là phân bón lá hữu cơ sinh học. Nó có tác dụng sinh sinh, đầu tiên thì mình xin giới thiệu sơ lược về cái hiệu quả của sản phẩm. Thứ nhất, nó có rất là nhiều cái đặc điểm ưu tú. Tuy nhiên, đối với cây lúa thì mình xin giới thiệu, đặc điểm thứ nhất là nó kích thích rất là mạnh mẽ cái sinh trưởng của cây lúa, đặc biệt là có bộ rễ. Và cái thứ hai là nó sẽ làm cho cái cây lúa mình ra có nhiều cái chồi hữu hiệu hơn. Cái chồi mẹ và hai chồi con, thì cái hai cái chồi con nó phát triển mạnh như cái chồi mẹ, và cái bông nó sẽ dài hơn và số hạt trên bông cũng nhiều hơn. Và cái đặc điểm quan trọng hiện nay đó là đối với cái phân bón lá Agrogen thì nó sẽ có một tác dụng rất là quan trọng, đó là nó làm cho cái cây lúa hấp thu dinh dưỡng tốt hơn. Có nghĩa là trong trường hợp mình bón cho cây lúa thì ví dụ như là 10 kg, thì trong cái điều kiện mà tự nhiên của cây trồng thì nó không thể nào hấp thụ hết cái lượng phân bón mà mình bón vào trong đất, nó sẽ bị rửa trôi hoặc là nó không hấp thụ hết được do rất là nhiều yếu tố. Tuy nhiên, đối với khi mà cái sản phẩm Agrogen này, khi mà mình phun vào cây trồng thì nó sẽ làm cho cây trồng, kích thích cây trồng hấp thu dinh dưỡng tốt hơn, thì tương đương với điều đó thì nó sẽ làm cho năng suất cây trồng của chúng ta sẽ cao hơn, đặc biệt là đối với cây lúa. Bà con nông dân, thì đây là một cái nghiệm thức mà đối chứng chúng tôi canh tác là các cái lượng phân bón theo tất cả các theo tập quán nông dân, trừ trường hợp chúng tôi không có phun phân bón lá, thì rõ ràng thì thấy năng suất cũng tốt. Tuy nhiên thì chúng ta rõ ràng chúng ta thấy ha, thì chúng ta nhớ nên lưu ý nhìn kỹ ha, thì cái lượng cái số chồi trên mét vuông thì nó sẽ thưa ha, và cái bông nó không có được nặng trĩu. Thì một chút nữa mình qua ô kế bên thì mình sẽ thấy rõ hơn ạ. Xin mời cái MC quay cho nó cẩn thận để mình cho nó từ từ để mình thấy rõ ha. Cái chúng ta thấy này ha. Xin giới thiệu đến quý bà con, đây là cái ô mà chúng tôi xử lý Agrogen. Đó, thì bà con có thể thấy rõ ràng ha. Xử lý Agrogen mình với cái liều khuyến cáo nha bà con. Thì chúng ta thấy rõ ràng cái bông không? Cái bông nó đang xen vào nhau, nó không có cái khoảng trống như cái nghiệm thức đối chứng hồi nãy ha. Thì chúng ta thấy rằng cái số lượng bông trên mét vuông nó dày hơn. Và đặc biệt cái bông ha, mình sẽ tưới cái bông này cho bà con xem nha. Mình sẽ bắt bằng ngẫu nhiên. Thì cái bông á, nó sẽ cúi hơn nha bà con. Bông nó lượng bông nó nặng hơn rất là nhiều hả bà con ha. Và xin giới thiệu với bà con kế bên đây. Đây là cái ô mà chúng tôi có giảm lượng phân bón 15% theo tập quán người nông dân. Ví dụ như là người nông dân người ta phun 10 kg trong một công, thì chúng tôi giảm lại chỉ còn 8,5 kg thôi. Thì chúng ta thấy rằng cái nghiệm thức này, đối với cái nghiệm thức này thì chúng ta thấy là cái năng suất và cái bông rất là hiệu quả nha bà con ha. Chúng ta thấy cái lượng bông trên mét vuông rất là dày đặc, và cái bông nó cúi xuống và rất là nặng trĩu. Và đây là chúng ta có thể cận cảnh hơn à, cái lượng bông, số bông rất là dày đặc. Đây ạ. Và nó nặng hơn ha, chúng ta thấy có thể thấy được nặng tiểu bông. Và cái bông nó dày đặc hơn. Rồi đây ạ. Đây là cái nghiệm thức mà chúng tôi giảm cái lượng phân bón để chứng minh cho bà con chúng ta thấy rằng cái đối với cái sản phẩm Agrogen, khi mà chúng ta phun vào thì nó kích thích cho cây trồng nó hấp thu dinh dưỡng tốt hơn, đặc biệt là trong cái hoàn cảnh hiện nay là phân bón giá cả trên thị trường rất là mắc, thì chúng ta có thể giảm được cái giá thành sự bón phân cho cây trồng của chúng ta, và có thể giảm được cái chi phí sản xuất cho bà con nông dân trong cái điều kiện hiện nay. Đây ạ, rất là nặng tiểu hạt ha. Xin kính chúc quý bà con đạt được một vụ mùa mùa thu ạ. Chúng ta hãy mạnh dạn xài sản phẩm Agrogen, đây là sản phẩm sinh học, hữu cơ sinh học, rất là an toàn cho cái lúa, đặc biệt là những vùng lúa chúng ta xuất khẩu đạt tiêu chuẩn. Cảm ơn quý bà con nông dân ạ.